Thực hiện chương trình công tác tỉnh ủy, sáng nay đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu về đánh giá công tác năm 2022, định hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023, kết quả triển khai thực hiện kết luận 95 của Tỉnh ủy về thực hiện đề án số 1 xây dựng chi bộ phát triển đảng viên ở các khối xóm bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối xóm bản có nguy cơ không có chi bộ giai đoạn 2020-2025. Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả hàng hóa vật tư tăng cao, Đảng bộ huyện Quỳ Châu đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được kết quả khá tích cực trên các lĩnh vực. Có 16 trên 21 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng đạt 7,3%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng các ngành nông lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế xã hội, tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán tỉnh giao. Thực hiện có hiệu quả đề án số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kết luận số 95 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm lộ trình các chỉ tiêu cơ bản đều vượt, hiện 100% khối bản có chi bộ và đa số có đầy đủ các tổ chức chính trị xã hội hoạt động hiệu quả. Phong trào thi đua dân vận khéo nói chung và dân vận khéo vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, đạt một số kết quả tích cực. Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Quỳ Châu trong năm 2022. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng đã chỉ ra những hạn chế cần quan tâm. Một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đạt thấp, công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng còn bất cập, chưa kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Khai thác, sử dụng có hiệu quả đất rừng, khuyến khích trồng rừng gỗ lớn, đồng thời quan tâm tạo sinh kế bền vững cho người dân để họ gắn bó lâu dài với rừng và góp phần bảo vệ rừng, phát huy tối đa nội lực và tranh thủ hiệu quả ngoại lực nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển, tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo trên địa bàn huyện Quỳ Châu, mỗi suất 50 triệu đồng. Trước buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã về dự sinh hoạt chi bộ tại bản Hồi 3, xã Châu Hội, Quỳ Châu. Đây là một trong 3 bản của huyện nằm trong đề án 01 của Tỉnh ủy về phát triển đảng viên. Qua nghe, theo dõi các nội dung sinh hoạt, ý kiến của đảng viên, đoàn công tác đánh giá cao nội dung chất lượng sinh hoạt của chi bộ bản Hồi 3 và có những định hướng để chi bộ tiếp tục đổi mới chất lượng sinh hoạt trong thời gian tới.